Brazil tức giận vì cầu thủ bị phân biệt chủng tộc ở Tây Ban Nha. Tổng thống Silva và giới chức Brazil bày tỏ tức giận, phản đối sau khi cầu thủ Vinicius bị phân biệt chủng tộc trong trận đấu ở Tây Ban Nha. Trong trận đấu giữa Real Madrid và Valencia tại khuôn khổ giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha, La Liga, hôm 21 tháng 5, cầu thủ da màu Brazil Vinicius Junior của Real Madrid nhiều lần bị nhắm đến với những lời lẽ phân biệt chủng tộc từ khán đài. Trận đấu bị tạm dừng vài phút vì hành vi của khán giả. Vinicius đã nhiều lần bị khán giả nhắm mục tiêu phân biệt chủng tộc trong những trận đấu trước đó. Trong báo cáo sau trận đấu hôm 21 tháng 5, trọng tài viết rằng nhiều khán giả hét lên "con khỉ" nhắm vào cầu thủ này. Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva lên án hành vi lăng mạ của cổ động viên ở Tây Ban Nha. Một loạt người nổi tiếng sau đó lên tiếng ủng hộ Vinicius, như các ngôi sao Brazil Neymar, Richarlison và các cựu ngôi sao Ronaldo de Lima, Kaká. Brazil vô cùng lấy làm tiếc vì chưa có biện pháp hiệu quả nào được thực hiện để ngăn chặn những hành vi phân biệt chủng tộc này tái diễn. Chính phủ Brazil ra tuyên bố, đồng thời kêu gọi chính quyền Tây Ban Nha trừng phạt thủ phạm và ngăn chặn sự việc tương tự. Brazil cũng như kêu gọi Liên đoàn bóng đá thế giới, FIFA, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha và La Liga thực hiện các biện pháp cần thiết. Chính phủ Brazil hôm 22 tháng 5 cho biết Bộ trưởng Bình đẳng chủng tộc Aniel Franco sẽ gửi khiếu nại tới chính quyền Tây Ban Nha và La Liga. Trong khi đó, một nguồn tin Bộ Ngoại giao nói chính phủ đã gửi thông điệp phản đối tới Đại sứ Tây Ban Nha tại Brazil. Đại sứ Tây Ban Nha đang không ở Brazil nhưng chúng tôi đã liên lạc với bà ấy qua điện thoại để bày tỏ sự không hài lòng về các cuộc tấn công phân biệt chủng tộc lặp đi lặp lại nhằm vào Vinicius, cũng như yêu cầu phải có phản ứng thích hợp. Nguồn tin cho hay, để thể hiện sự ủng hộ với Vinicius, bức tượng Chúa Cứu Thế ở Rio de Janeiro đã được tắt đèn trong một giờ hôm 22 tháng 5. Tổng giáo phận phụ trách bức tượng nói rằng hành động này là biểu tượng của cuộc chiến chung chống phân biệt chủng tộc và thể hiện tình đoàn kết với cầu thủ cũng như tất cả những người phải chịu định kiến trên thế giới. Màu đen uy nghiêm, Vinicius viết trên Twitter về bức tượng được tắt đèn, nói rằng anh xúc động và cảm ơn những người theo dõi đã ủng hộ. Nhưng trên hết, tôi muốn truyền cảm hứng và mang lại nhiều ánh sáng hơn cho cuộc chiến của chúng ta. Công tố viên Tây Ban Nha đã mở cuộc điều tra về sự việc. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.